YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha. Ngay cơ. Thế đi rồi thì cần mẹ nhá. Ta đổ mày kia núi rồi. Mày tắt vào Bluetooth chưa hả? Cứ kia núi cái đấy đi rồi. Giờ bố mày vào bố kia núi cái này đã rồi. Rồi. Đéo cái núi được cái này. Làm y 12 vậy luôn. Đây còn ốp bò A7 A75 còn rồi cái đi mẹ đúng rồi. Cái gì ơi? Chính là cái nữa rồi à? Nếu biết tên thì lắm tên quá. Chứ địt mẹ đúng rồi, cái tên này. Cái nào đấy? Cái này không phải cái của mày. Nhưng mà cái chai đấy tên là gì? Là remote. À ừ, đéo phải. Đéo phải ở đó. Đéo phải y bị hà. Hai cái y bot rồi. Thì cái nào không kết nối được thì ấy cái kia đi mẹ mấy cái chốt tiếng này mới khác được. Cô đéo nghe được. Thế thì bị bảo. Rồi nhớ câu vào xong nếu bạn nghe trong sim đăng ký kênh cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Đéo quay từ. Đúng rồi, bố bảo mang cái nghe đi đeo mà. Đi mẹ già nghe thì đâu có tay nghe mà nghe. Đi mẹ cái đi cần mẹ lắm đấy. Ông có đố nghe được chứ. Thôi, đây mình kết nối cái này xem. Kết nối lên. Rồi, có nghe được đéo đâu. Cái đeo đeo mà nó cũng đeo gì. Điệp sụt phạt. Chứ điếu nghe. Điếu. Vậy là mình sẽ tô màu xong nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.
Mày không nghe mà là để cho nghe. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tâm hỏi nhé. Nếu đi cái mé đó này giấu cái đó đi chị. À đây. Ô đi mẹ đâu nhỉ? Ôi dâu. Vừa mới có tiếng xong mà. Thịt mẹ đúng đời. Free Fire ghê cái gì thằng này đổi Free Fire ra mình đùa tao. Cái tai nghe này tên là Free Fire. Nhưng mà nếu nghe được mẹ nó vừa mới kêu mà vậy luôn nó vừa kêu là nghe hết beat này mẹ cấm đéo có chỗ cấm nữa mà ra vào trong tóc đi cái bước mạnh này thì gần mặt vọt đi mày mày anh rơi nhiều ô đi cái này cái đang rơi đâu mày nhau cái này mà cái mè đang cầm cơ mà hỏng một cái rồi cái đấy là mè cái đang rơi chứ cả mày nhìn cái tai nghe nó bị vỡ ra chứ nhưng nó vẫn nghe được nghe cứ nó đẹp mẹ đẹp 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 thế mà cái nghe xịn xịn điếu chả thế mẹ mua có mấy chục bạc mới xịn thế nghe đấy mà anh kia mà mua mấy chục mày hỏi anh kia xem nào chắc được 200 cực cả còn nếu đi anh kia toàn mua đồ xịn thế nghe một mẹ đâu nó như dư anh kia đi tay nhà tay mới là đặc cấp mẹ tay nhà tay hỏng rồi rồi tay nhà nó hỏng rồi chứ nếu bảo vẫn còn còn lù nó còn nữa bằng nhiều nghe mà đi làm gì nghe cái loại đấy nghe cái gì mèo đùa tào mẹ phèn cho vấn nước các bạn đặc cấp đấy mới là đặc xị mua đi gì á mua làm cái gì mình nghe kéo luôn mua làm rồi thông tin ai đi ai giáp mày đâu có quỳ bù xóa mẹ trừ mẹ đã học cả ngày đéo rồi mình đi mẹ lúc đấy ôn được bao nhiêu rồi mình cho tôi mở sống như vậy.